tổng hợp hợp những tình huống hài hước nhất, vừa xem vừa cười nghiêng ngả. Cái bạn mồm to mà ăn kem kiểu ướt à. Trời, cáo khỏe dữ hả? Lôi cả người xuống hồ luôn hả? Vớt vớt lại, không là hiểu đó. Lên là lên là lên là lên à. Trời ơi, khán giả có tâm nhất ngâm có khác ha. Đất ơi, cũng là cơ hó mà ăn mồm sang dữ vậy nè. Kẹo mút hả? Ghê 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 ghê. Ây da. SOS, cứu. Ngủ mà cái tư thế nó kiểu. Đúng là con trai của ta. Tên tên. Ủa gì vậy? Bóng trổ. Bóng trổ hả? Chạy cái tóc thôi mà cứ hưng sai sai làm sao vậy ta. Cơ hó nghịch ngu và cái kết. Ôi dạ. Trang ơi, cứu qua em nè. Chết nè, còn dám cầu cứu hả? Hết cứu nha cưng. To xác mà còn sợ mèo làm sao vậy cơ hó? Trời ơi, quê là quê quá độ rồi nghe. Hai vợ chồng đang xem phim mà gặp đứa con nhây. À thì ôi mẹ ơi, hết cái hồn chưa? Ê vô, chiến thắng vợ sau cái cuộc cãi giả. Và đây chính là nơi mà anh trai ngủ nè. Bao phê bao tay vịnh luôn á. Ủa trời ơi, dập cái mông chấn thương nặng luôn rồi. Khoan, là chơi dữ chưa? Ta thì né ngon ơn, mà anh trai thì binh phát nào trúng phát đó luôn. Rồi, choáng con nhà bà Giáng luôn ha. Một lòng hướng ti di kiểu. Trời ơi, trời ơi. Nín này nè. Trời, ổng thèm luôn. Ừ thì chị đây cũng giỏi luôn. Cho ngồi đó mà khóc ha. Người thì có chút ác, nhưng mà không có ngán bố con nào hết. Đạp luôn nha. Đam mê đường mật và cái kết. Được tặng cái mỏ ru quớ luôn rồi. Nhất cuốn con luôn nha. Xem em đắp cầu nè. Ừ, là la, tan tành bành luôn ha. Đúng là con trai của ta. Ây dơ, vô. Chị MC đang dẫn chương trình thì bất cái ngờ. À, có cái đến đâu nào mà bằng cái chuyện là cả nước biết bạn bị té không chứ? Buồn của chị gái nha. À, bắt được mày rồi nha. Mèo tới tao, mèo thì không có tóm được, mà còn bị kẹt cái mông nữa. Ui, nhau nhau. Anh em chía cốt mưa thì cũng phải tụ họp đầy đủ kiểu. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, một ngoạm. Láo nháo cho mèo chị đại hả? Ủa, con rơi con lạc đâu đây vậy? Hình như là con này nó hơi quá cỡ thì phải ha. Không có ăn hả? Một chưởng nè.
đâu quên. Ráng nha nhóc con, ăn liền đi. Đó, cứ làm mẫu là đâu ra đó liền. Cái chỗ này vây quá à. Ủa, tự nhiên như cô Tiên vậy cơ hó. Chịu nghe. Cách xem bóng chuyền vừa xanh mát lại không có phải bon chen là như vậy nè. Một nhát nè, đi tiếp. Nhát thứ hai luôn. Chà, thêm lần nữa nè. Rồi, nói chung á, làm thầy giáo thể dục thì cũng nhàn á, chỉ là ngoài những lúc bị học trò ám sát ra thôi. Khách tới nở nụ cười thân thiện kiểu. Nè, nhả ra. Bà coi cái miệng con rộng như thế nào nè. Con năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi trời, không có phải dạng vừa đâu nha. Con nhóc có cái lưỡi răng đặc biệt ghê chứ. Một mình ngậm đến gần cả chục quả cà chua trong miệng luôn. Ủa, không có thấy cộm hay gì? Rồi nhai nuốt kiểu gì trời? Chứ thấy là cộm cộm dùm luôn á trời. Có chuẩn cái kiểu mà ăn to nói lớn luôn á. Ăn to thì chứng thực á, còn nói lớn thì chua chắc là nha. Dạ, có đứa miệng rộng như vậy chắc là thức ăn nhanh hết lắm nha. Ở nhà các bạn có ai giống như cô nhóc này thì nhớ comment kể lại cho kênh chúng mình nghe nha. Ủa má mày, sao cái này rung dữ vậy? Ôi chà, lần đầu thấy có đồ chơi lại rung dữ cho nên mặt bé ngạc nhiên xuất thần ha. Hai mắt mở to như là hòn bi ve. Con cái miệng thứ nó độ là sắp rớt cả nước miếng ra rồi kìa. Xứng đáng là me me của năm nha, chứ ai định nổi đâu. Đôi vợ chồng trẻ chụp ảnh tình tứ mà nói sai sai vậy ta. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nào chồng ơi, mình cũng không có được thua người ta đâu á. Trời đất ơi, cái chỗ vợ chồng ta chụp ảnh cưới thì chị gái lại ham hố kêu chồng hung hết làm sao trời. Ông chồng chắc cũng 3 phần bất lực, 7 phần bó tay với chị vợ rồi. Ê ông bạn ơi, cười đi tôi chụp cho ông kiểu hén. Ôi xa kê bạn ơi, căn góc hẳn hôi vô đó nha. Dạ cái kết. Bạn bè vậy đó, bật cái đèn flash lên vậy rồi còn đưa nguyên cái hình con khỉ đột cho người ta làm sao trời. Nhìn cái mặt ẩm trong thiệt là ấm ức nhưng mà không có làm gì được luôn kìa. Còn đây, còn đây. Ủa, nhìn cái gì vậy? Cho coi với coi. Dạ, cái kết. U là trời, u là trời. Cái tật hỏng hớt được đáp trả lại bằng một quả pháo nước coca vô mặt luôn. Mà không hiểu sao bắn lúc nào không bắn, lại bắn đúng ngay cái lúc ổng dòm vô mới hay á chứ. Con sai cưng sợ ý ngồi trúng cái chậu bột mì của má mì kiểu. Thế là hôm nay nhóc làm bánh luôn nha. Không chìm vào trong chậu rồi, khó mà nhóc ra được luôn. Quần tuột xuống gối, lộ hết cả biển ra rồi. Mà một người xịn xò vẫn bám dính không có chịu tha. Sao phải cẩn thận hơn đó nghe. Thêm một cậu nhóc ngồi chơi với bột mì và buồn ngủ quá á thi. Ngủ chèo queo không có biết trời trăng là gì nữa luôn. Ba mẹ tính giận dữ mà trong cái dáng ngủ cũng hài quá mà tha tội cho. Trẻ con phải nghịch ngợm thì mới thông minh được chứ. Cơ mà nghịch quá thì ăn đòn như thường nha. Ê ê ê, tránh ra cho tôi trượt một xíu bạn ơi. Không có thích đó, làm gì được nhau bạn ơi. Dạ cái kết. Tưởng hổ báo thế nào, hóa ra gan cũng có bé xíu xìu xìu thôi. Cậu bé đánh liều trượt xuống, quỷ khỉ thấy vậy mà nhanh chóng né dội luôn. Vậy mà mới đầu cũng cứng miệng lắm hen.
về nhà là ăn no đòn nha con. Cậu bé sợ hãi nhìn ông ba vẽ cái cây roi và rùi. My God. Một đội quân siêu lầy lội cùng nhau chịu tội luôn. Nhìn cái gì? Bùn đất lấm lem từ đầu tới chân luôn rồi kìa. Chi dạ thiết là hết trò để làm rồi phải không mấy ông tướng ơi? Trời xanh gió mát nắng vàng, anh nhỏ tung tăng đi dạo phố và bớt nghi ngờ. Cái chai liếc bay hả trời? Nó lạ quá nên cậu nhặt lên xem và tiện cái tay cho bay ngay về chỗ cũ. Cái chai nhớ nhà quá nên bay về đó chứ còn biết gì đâu đó nè. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.